check. Targets confirmed. Diagnostic audits complete. Trong game này thì mình nghe nói là chúng ta sẽ được lái xe, rồi là sử dụng rất nhiều loại vũ khí đa dạng khác nhau để sinh tồn. Nghe thôi đã hấp dẫn rồi đúng không nào? Còn bây giờ thì cứ để cái quần hợ này nó vào chết đã. Đây là một cái viễn cảnh mà tương lai có thể có, nhưng mà có lẽ cũng phải vài trăm năm nữa. Các nhà khoa học cũng đang sát sao theo dõi mấy cái tiểu hành tinh như thế này để phòng khả năng nó xảy ra va chạm trái đất chúng ta. Vụ nổ kinh hoàng. Sao rồi? Đơ rồi à? Đơ phát. Not responding. Hay lắm. Đừng nói bị crash nhá. Nghi lắm các bạn ạ. Dễ bị crash rồi á. Chạy đầu game thì mượt vãi cả trưởng, giờ vào bị crash. Fuck. Cái này mình không biết là sẽ phải đợi bao lâu nữa cả. Tại các bạn thấy cái chữ not responding này thường là nó có vấn đề gì đó nó mới bị thế này. Không thì nó sẽ không bị như vậy. Rồi, mình sẽ tắt game. Không để cái tình trạng này kéo dài lâu được. Mình sẽ chạy cái bản game bên này nhá. Rồi, open. Không chạy cái 64 nữa. Giờ thì ngon ngon chết các bạn ạ. Bethesda là cái hãng đã sản xuất ra tựa game gì nhỉ? Đó là Skyrim. Skyrim chắc chắn các bạn biết chứ, đúng không nào? Đây là một tựa game cực kỳ nổi tiếng luôn đấy. Ai mà chơi game nhập vai mà không biết đến Skyrim là cái gì, thực sự là một thất bại. Đó là điều chắc chắn. Bây giờ mình sẽ quay lại xem mấy cái phần setting mình có nó không lưu gì hết các bạn ạ. Nó vẫn vậy luôn. 49 nữa, really? Gì mà giữ vậy? Tắt cái này đi coi. Rồi, bên máy. Tụt luôn một điểm nữa. Fuck. Off low. Mọi thứ đều để yếu vậy mà. Có lẽ là mình để full screen thì mới vậy nhá. Nãy để cửa sổ cho lên được 60 fps. Giờ thì đời đâu như mơ. Ôi nào, 60 fps, 60 fps. Disable, lâu hết rồi, off hết rồi. Vậy mà vẫn. Thôi, kệ nó. Chả cần phải 60 fps làm gì cả. 48 fps cũng được rồi. Đúng nào. Mọi thứ thì vẫn như vậy nhá, không khác gì đâu. Audio, rồi, mình cũng bật nhỏ rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại thử game phát nữa xem có vấn đề gì không. Lát được không? À, chưa lát. Lại phải chạy rồi. Và chắc chắn rồi, mình sẽ chọn chế độ đó là Very Hard. Lại phải xem lại cái này. Thôi rồi, mình sẽ tua qua đi nhá. Đây rồi. Game chạy rồi các bạn. Eden Project Year Count cộng 106. Cái gì vậy? Úi xa, trông có vẻ hiện đại gớm nhỉ. À, nhầm. Chamber Omega 5 online. Initiating emergency nanotrite activation. 3, 2, 1. Nanotrite sequencer online. Công nghệ tương lai đấy các bạn ạ. Hy vọng tương lai thì bạn sẽ được sử dụng những công nghệ này áp dụng trong cuộc sống. Và là game góc nhìn thứ nhất các bạn ơi. Điển hình của loại game bắn súng. Đây. Look up, look down. Ok. Tiếp vertical. I get it. Saving content. All nanotride bio augmentation systems fully deployed. Nanotride. Tốc độ chạy rất nhanh các bạn ạ. Ấn Remote location beacon offline. Running full. Ôi. Mấy thanh niên chết hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi các bạn ạ. Tất cả chết hết rồi. Chỉ còn mỗi chúng ta còn sống rồi. Không còn ai còn sống cả. Mở cửa nào. Oh.
Đây là trái đất của chúng ta sau khi bị thiên thạch rơi xuống chúng nữa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi bên này. Bên này hay là đây? À đây, đường cụt rồi. Ôi kìa, kinh vậy. Giật cả mình vãi lúa. Có người cứu, có người cứu các bạn ơi, có người cứu. Gái nha, gái nha, gái nha. Quả xe nhìn chất đấy nhỉ. Đang một anh da đen khoe to. Cứ tưởng sẽ là một cô gái nào đó xinh đẹp. Wow. Hello. Ok, thank you. Thank you bro. Ok, tôi sẽ không hỏi câu gì hết. Đi thôi. Đồ họa của nó thì nhìn cũng hơi góc cạnh cũ cũ, bởi vì game này cũng làm lâu các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ với cái đồ họa kiểu kiểu như thế này thì mình đi là đến phần thứ hai. Phát hành trong năm 2019 thì nó sẽ được nâng cấp rất là nhiều. Và đặc biệt là cái phần về lối chơi của nó ấy, thì cực kỳ đặc sắc rồi. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ có một siêu phẩm thực sự. Không thua kém gì mắt mắt hai mà mình mới giới thiệu các bạn cả. Đúng nào? Nhìn thế này thôi nhưng thực sự trông có vẻ rất là ý tưởng ấy, rất là tiềm năng ấy. Kìa, các bạn thấy không? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi phần thứ hai của tựa game Ray trong phát hành trong năm 2019. Đó, mình sẽ sớm cập nhật cái bản crack của cái phần game này cho các bạn chơi. Trước mắt thì bây giờ phần 1 đã, đúng không nào? Ai đây? Người của chúng ta các bạn ạ. Đấy không nhỉ? Mấy quả xe trông kinh nhỉ? Mày nhìn cái gì? Mày biết tăng nhân vật chính không? Tao không quay lại thôi nhá. Không thì tao nhìn mày phát nữa. Shit, có vẻ không giúp được rồi. Thế giới hậu tận thế mà, cho nên là pháp luật có lẽ cũng không còn khả thi nữa, còn được áp dụng tràn lan nữa. Vậy chúng ta sẽ đi đâu rồi? Trong hành tráng phết đúng rồi. Trời đất núi non. Mỗi tội là cái phần đồ họa của nó không được sắc nét góc cạnh như là những cái phần game phát hành mới gần đây thôi. Bởi vì game này mình không nhớ lắm, mình không biết là game này phát hành năm bao nhiêu cả. Nhưng mà thế này thì cũng có thể đánh giá cao rồi. Bối cảnh của nó là hơn đầy đầy game ấy, hơn đầy game bom tấn thời điểm hiện tại ấy. Ồ, một con xe, một xe máy. Xe mô tô 4 bánh. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện. Mà nói chuyện gì đây? We need to talk. Quả súng ngon đấy anh trai. Trông cool ngầu ấy. Lát nữa mình sẽ xí cái xe này. Được rồi, đi nào. Dan Hager. Trong đây có những gì vậy? Trông nó khá giống một cái quán cà phê các bạn ạ. You know, what? I put a lot at risk to save you. Not just my life, but the lives of everyone here. I survived this long by staying out of trouble. Súng này có lẽ sẽ cho mình nha các bạn ơi. You may have changed all that. Cứ nói tiếp đi, vẫn đang nghe. So here's what I need you to do. Hả? Head to where those bandits live. And wipe them out, plain and simple. Anh chàng này muốn nhờ chúng ta một việc. Except you. You can use one of my ATVs in the garage, and that pistol, and the supplies on the table. Oh, and you won't just get my thanks. Come back alive, and I'll dig up some armor that over that arc suit you wear. Put the pistol and supply from the counter. Then grab on my ATV and hit up north to the god high out. What the fuck? Don't come back until they complete without. You do this for me, and I give you some old duck arc armor to first that arc suit you wear. À, cho thực hiện nhiệm vụ nó sẽ cho chúng ta một vài món đồ vớ vẩn. Those bandits shouldn't be too hard to take down. Not for you. I hear there's something special about you. Súng trông khá là cool ngầu các bạn ạ. Được rồi. Hâu chú am à? Press cái gì cho view cái gì ấy?
có 5 viên đạn nữa các bạn ạ, không có nhiều hơn. Hai súng, một là đấm. Ấn nút gì nhỉ? Setting các bạn đợi tí nhá. Game Pass. Scope bar. Cái quick save moment. Currently right jump cross active CA. Nó kêu ấn press to view your nói chuyện trong này. You need to find their hideout and take care of the problem. It's us or them and they'll be coming. Rồi, ấn nút gì ấy nhỉ? Lên xe. Ra lấy cái xe nhé các bạn. Nhưng mà có hướng dẫn trên bản đồ đấy các bạn. Chúng ta có thể đi theo cái đường đó. Ship để phóng nhanh. Break hard là ấn spec phanh. Ồ, game này phóng xe đã lắm các bạn ạ. Được nhỉ? Đợi một lúc thì cái bút nó mới hồi lại, chúng ta sẽ ship tiếp. Thì ra lấy cái xe các bạn. Cứ tưởng là làm cái gì cơ. Ôi ai ơi. Chúng ta đến đây là không đi được nữa rồi. Ơ, sao lại lên? À không, dưới đây chứ. Chúng ta chỉ có 48 viên đạn thôi. God. Vào trong đây à? Eo ơi, bọn này trong game vậy. God Hideout. À trong game này nó có một cái vũ khí giống cái boomerang nữa các bạn. Eo ơi, cái gì đấy? Trong game vậy. Hả? You can loot body. À, loot xác. Lấy đồ. C để ngồi nhá các bạn. Spike to jump. Cái đó là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà mình sẽ lấy hết. Cửa này khóa rồi. You can boot them in the engineer door. À, chúng ta có thể chế tạo chìa khóa được à? Gì vậy? À. Đứa nào mà bắn mình nữa. Lút xác. Được ít tiền các bạn ạ, $2. Cái khung cảnh nó thiết kế khá là u tối, nhưng mà cái lối bắn súng của nó thì cũng khá là tuyệt đấy các bạn ạ. Không thua kém nhiều so với cả những cái tựa game bắn súng đình đám từ điểm hiện tại đâu. Đặc biệt là phần góc nhìn này, mình thấy rất là thoải mái với góc nhìn kiểu này nhá. Không hiểu tại sao như vậy. Cái phần tốc độ góc nhìn ấy. Mình là người chơi khá là nhiều game FPS cho nên là mình đánh giá khá là cao cái tốc độ góc nhìn như thế này. Thằng này nó lộn ghê vậy. Ôi, một viên ở mặt mày mà rồi mày vẫn sống nữa. Đi. Thêm $2. Ít tiền vậy. Đừng cù thôi. Hả? Cái gì đây? Haha, sợ anh nhựa. Chúng ta có thể nhặt thêm đạn được ở xác của nó nhé các bạn. Chỗ này là chỗ nào có cái gì đây vậy? Đường này hình như lúc nãy mình vừa đi qua xong đúng không? À đúng rồi, để vãi lúa. Rồi đi bên này. Được rồi. Mày biết tao là ai không? Hả?
Mày mày biết tao là ai không? Em xin lỗi. Vãi luôn rồi, không đấm lại các bạn, không đấm lại được bọn nó các bạn ạ. Định đấm nhau với nó mà bị nó chém cho người. Wow, tượng trong hành dáng đấy. Ai cái gì đấy? Vãi lúa vậy? Dính bẫy à? Đúng rồi, bị treo ngược rồi các bạn ơi. Fuck. Well, well, look at what Hagar said to us. How dare you think you can walk into our house? Rồi, bị bắt rồi các bạn ơi. Làm sao đây, làm sao đây? Ôi, nó giữ súng của mình rồi. Ôi, nó xoay. Ah, you're awake. Ây à. Good. Ui. I like my prey to know what's coming. À, súng của mình à. I promise this will hurt. Thốn vậy? Hả? Thế là chết á? Red A to shop. Chúng ta có thể hồi sinh các bạn ạ. Điều vãi cả trưởng. Mày đâm anh. Cái đống này là cái đống gì vậy? Đống phắn thôi. Chỗ này ghê quá. Mở cửa nào. Đạn này. Cút thôi. Mày sống được không? Có gì lấy đâu. Vẫn chưa chết ạ, khỏe vậy. Mày siêu nhân à? Bọn này như nó khỏe bọn lúc nãy các bạn ạ. Để thấy bị đạn à. Rồi, chua. Chết chưa? Đi thì khi cầu đúng không nhỉ? Không được rồi. Có vẻ hơi khó trúng nhỉ? Đúng đâu. Chết rồi, mình còn hai mấy viên đạn thôi. À, đây được 30 viên rồi. Bung băng này. Bung máu à? Ăn số mấy được bung máu nhỉ? Súng gì đấy? Lấy nhầm không biết này, ấn F là ra cái súng này các bạn. Bookshot. Bắn thử coi nào. Ôi, một viên một đứa. Trời ơi. Nhưng mà bắn một phát là bắn hai viên các bạn ạ. Cho nên cái này chắc để đánh boss thôi. Cứ xài cái này tốn quá. Kìa, lộn dữ mày. Cái gì nữa mà bắn mình mà bắn đỏ màn hình nhỉ? What the fuck, đầu lâu treo lèo gáo này. À, tao thấy mày rồi đấy. Chó này. Chó này. Chó này. Chết cha mày đi. Chết cha mày đi. Chết. Ô,
Ăn sống à? Really? Khỏe vậy? Hả? Mấy cái hòm này mở được à? À, lục được tiền các bạn ạ. Mình cứ tưởng làm gì? Cứ tưởng là mua được nước uống cơ. À này. Cái gì ạ? Rồi chúng ta sẽ cái này là cái gì vậy ta? Hopefully beer bottle. Lấy này ném nhỏ. What? Có hiểu vậy? Rồi đi tiếp à. Vẫn sống ạ, really. Con này nó có vẻ nó trâu hơn bình thường rất là nhiều các bạn ạ. Vậy mà không chết nữa. Súng này yếu quá nhỉ. Còn gì không? Hòm này hòm gì ạ? Rồi. Giờ là đi. Ui chà, giữ đấy nhỉ. Được cái xác không có gì không? À chỗ này chỗ lúc đầu mình mới vô này. Giờ mình đi ra à? Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái khu vực đó là Ghost Hister gì đó đúng không nào? Rồi, có lẽ em sẽ dừng lại ở đây thôi nhá. À, để ra xem nó có cái gì đã. Quay lại rồi lên xe đi đi về à? Đúng rồi, theo nhiệm vụ, tuyến đường nhiệm vụ à. Lên xe, chuẩn. Để phóng xong cái xe đã. Phóng xe rất là đã. Woo. Tuyệt rồi, đúng rồi các bạn. Vừa là game bắn súng, vừa là game hành động đua xe. Phi nhận đạn này đây. Kéo ga phát nó phóng phóng ù ấy. Không vào được bật đường này à? Đấy đi. À, nãy mình vô đường nào nhỉ? Quên xứ rồi. What the fuck? À... à, cái cửa tiệm mình bên kia cơ mà. Vãi lúa. Đây, đúng rồi. Chào anh bạn, sao nhiệm vụ thế? Good work. We're all a little safer because of that. You got our thing. Suit of armor, I promised. But as you can see, we got another trouble. Chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên trong tựa game này. Cái phần campaign chắc chắn nó sẽ còn nhiệm vụ rất là dài nữa các bạn ạ. Thì mình sẽ để các cái phần đó cho các bạn tự trải nghiệm nhá. Bây giờ mình sẽ add the boss. Thế nào? Một tựa game rất hứa hẹn về sự hấp dẫn đúng không nào? Mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game đó là Ray. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Cảm ơn các bạn.